Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Clip lần trước thì tôi có giới thiệu cho các anh em những cái dụng cụ để cho anh em đi chơi cái bộ môn bầu cua hay tài xỉu ha. Còn hôm nay thì tiếp tục quay trở lại với cái bộ môn bài lá, tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái máy đánh bài để cho anh em chơi cái bộ môn bài lá biệt nó ok và nó hiệu quả. Và đặc biệt hơn nữa là cái giá thành nó cũng rất là mềm. Đây là trên tay tôi đang cầm đây là con máy đánh bài Samsung A02 nha anh em. Là sản phẩm mà được thiết kế trên con điện thoại Samsung nè, nên nó là anh em đi chơi á thì rất là dễ dàng để đem vào sòng vào sới. Tại vì á là cái này thiết kế rất là nhỏ gọn, nó rất là đẹp mắt ha. Và hơn nữa nó là máy đánh bài vậy thôi chứ cái con này không có khác cái gì điện thoại bình thường đâu. Anh em có thể lên mạng xem phim, đọc báo, nghe nhạc y chang một chiếc điện thoại bình thường rồi đó anh em. Đó, rất là nhỏ và nó hỗ trợ cho anh em chơi cũng rất là ok. Cái phụ kiện của cái dòng máy này á là nó cũng giống như những cái dòng máy đánh bài của năm 2022 thôi, là nó sử dụng tai nghe kỹ thuật số. Đây, tai nghe kỹ thuật số này là chỉ có những cái tai nghe mà đã kết nối với lại con máy thì mới nghe được tín hiệu, còn những cái tai nghe mà không kết nối với lại con máy thì nào không thể nào nghe được tín hiệu nha. Nên nó là cái khoảng kín đáo thì có thừa nha. Và có một cái điều điểm cộng ở những cái dòng máy đánh bài giá rẻ này là tai nghe là kỹ thuật số đúng không? Và cái pin của nó này, thời lượng pin của nó thì có thể kéo dài hơn dự kiến ha. Bình thường ví dụ như là những con máy kia á, thì nó sẽ là pin liền, còn con này là pin rời. Anh em có thể vừa chơi vừa sạc, đó là máy đó, tặng kèm cho anh em mua máy, tôi sẽ tặng kèm cho anh em làm thêm một quả pin này. Là hai viên pin này là anh em chơi thoải mái luôn, một viên chơi trong vòng từ 2 tới 3 tiếng, hai viên này chơi từ 6 tới 4 tới 6 tiếng là bình thường ha. Hoặc là anh em có thể muốn chơi lâu hơn thì vừa chơi vừa sạc luôn. Đó, nói chung là về cái thời lượng pin thì anh em không phải lo rồi, viên pin rồi, anh em muốn mua bao nhiêu viên mua bao nhiêu thì anh em mua thôi, cho thoải mái. Một viên thì bèo bèo phải cỡ được 2 tiếng rưỡi là ít nhất nha, nó tùy theo cái năng suất làm việc của camera. Đó là nên chơi thoải mái luôn rồi, hai viên này cũng bèo cũng 5-6 tiếng rồi, chơi thoải mái luôn ha. Nó là máy đánh bài vậy thôi chứ con này nó sẽ hỗ trợ cho anh em đi chơi bài lá đúng không? Máy đánh bài thì phải hỗ trợ và chơi bài lá đúng không? Máy này thì nó hỗ trợ cho anh em chơi đầy đủ những giao bài Việt Nam luôn, bài liêng này, bài cào, bài binh, xăm lóc, ngầu hầm, poker đó đều hỗ trợ cho anh em chơi hết nha. Đây giờ tôi sẽ mở máy và thử cho anh em xem này. Anh em mua một con máy á, bất kỳ nha, mua con máy rẻ hay máy mắc gì là tôi không còn biết. Anh em phải kiểm tra cho tôi là cái tốc độ của camera này nó có phù hợp với chỗ anh em chơi hay không. Anh em lấy về có sai được hay không là nữa. Ở cái điểm này nè, tốc độ báo bài nhanh, phạm vi báo bài rộng thì mới cho ok được. Tất nhiên là tiền nào của đó, cái quy luật cái gì cũng vậy thôi nha. Máy rẻ máy mắc gì đó là nó sẽ hơn nhau là tốc độ báo bài và cái phạm vi đọc bài thôi, còn cái độ chuẩn xác thì anh em không phải lo rồi, máy lập trình sẵn hết rồi nên nó là cái chuyện sai sót đây là hầu như không có đâu. Và có một điều lưu ý mà khi anh em chơi máy đánh bài á, là máy rẻ máy mắc gì đều vậy hết, là anh em phải thẻ đánh bài của mình vô mới chơi nha, chứ không phải là anh em lấy bài chợ mà chơi là không được đâu. Bài là giống 100% bài chợ thôi, không có khác gì hết. Đây tôi sẽ mở máy và thử cho anh em con máy này, con máy đánh bài Samsung A02 này nha. Anh em nào có nhu cầu muốn tìm hiểu hay là muốn trải nghiệm những dòng máy đánh bài thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình nha, 0797914 3, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Bây giờ tôi sẽ thử cái dòng máy này cho anh em xem nè, con máy đánh bài giá rẻ nhất trên thị trường hiện giờ luôn, con máy đánh bài giá rẻ nhất và nó hỗ trợ cho anh em chơi cũng rất là ok nha. Đây này anh em thấy không, giao diện nó bằng tiếng Việt hết nên cực kỳ là dễ dùng luôn. Nó là máy đánh bài thôi, nó cao siêu thì thôi chứ này không có khác cái gì điện thoại bình thường hết. Nào, đó, giờ tôi sẽ mở máy và thử cho anh em xem ha. Chỉ có những người có mật khẩu á, là mới vô được thôi. Còn những người không có mật khẩu á, thì cho dù có cầm lên cũng không có gì là bất thường ở đây hết nha. Này, giờ tôi sẽ chỉnh này. Cái này là giao diện bằng tiếng Việt hết á. Hướng dẫn trong vòng 1 phút 30 giây là anh em biết hết. Đó, anh em cứ làm theo đúng sự chỉ dẫn của máy thì mình sẽ giành lợi thế hơn trên sân chơi. Để xuống nè. Này anh em thấy không? Tất cả những âm thanh này nè, trong quá trình mình chơi á, sẽ được báo qua tai nghe siêu nhỏ nha. Còn cái màn hình á thì trở với màn hình đen hết, nên nó là anh em không phải lo đâu. Nên tôi quay để lại như vậy cho anh em dễ nhìn thôi nha. Còn mình chơi mình phải thiết kế tùy cơ ứng biến chứ đúng không? Mình có thể để điện thoại lên dàn tiền ha, dự đi đây này. Dàn tiền ở đây nè. Này giữ giữ dòng nhận tiền đây, để nhận tiền nha. Này, nhận tiền này đó, nhận tiền thoải mái gì đâu, em để bài xuống này. Để xuống nào.
Đó, là như phần đầu tôi giới thiệu đó là anh em mua máy rẻ máy mắc gì cũng vậy hết, anh em phải thử cái tốc độ báo bài này nó có phù hợp với chỗ anh em xài hay không nha. Nè, để xuống nè, để xuống đó, đó các bài đây này, đó nè, đó các bài đây này, đó thấy không, đó nè anh em để xuống là báo liền này, không các bài đây này, bài thì bốn bên luôn, bài chỗ nào cũng báo hết này. Con máy đánh bài này giá mềm nhưng mà chơi cũng rất là ok nha, vậy rất là ok đó, con máy đánh bài Samsung A02 này. À, để xuống này các bạn nè, à, ok chưa, à. À. À, để xuống này đó, đó em ha, bài tất nhiên là mình phải để đúng ngay ngắn nha, chứ bài mà xòe xòe quá là máy nó báo không có ngon. À, anh em để xuống nè, các bài đang báo liền nè, ha, à. Đó. Báo là một chuyện, độ chuẩn xác hay không á thì phải chia thử nha, chia thử cho anh em xem. Nhưng mà máy đánh bài là anh em cứ làm theo đúng sự dẫn của máy thì không trật gì đâu được hết á. Trước khi chia mình đã biết rồi nên nó là mình rất là dễ dàng là chủ cuộc chơi. Nè, tụ lên thứ hai, sự lớn nhất này lấy về chỗ mình, rất là đơn giản thôi. Đây là bộ môn bài cào nha anh em. Đây là mình chỉnh bài nào thì chia bài đó nha, chỉnh bài cào chia bài cào, chỉnh bài liêng thì chia bài liêng nha. Đây 6 bài 8 đó là chơi liêng mới tính, còn đây là chơi cào nó tính có một nút thôi nha. À, ok chưa? À, đây là 9 nút chứ không phải là 90 ri đâu. Nói chung là cái này là chỉ trùng hợp thôi nha. À, trùng hợp thôi, còn cái 9 nút này. Cào là 9 nút thôi chứ còn riêng nó không tính nha. Anh em chơi riêng thì có cái mã chơi riêng khác nhau. À, mã chơi riêng khác. Nãy tôi thử đây tốc độ của camera cho anh em xem thôi nè. Cho em cầm bài tay nó báo luôn này. À, cầm bài tay nó báo luôn, tất nhiên là mình có cách cầm nha. Mình ví dụ anh cầm này nó báo này. À, cái cầm này nè. Nè, thấy không? Đó, camera nó nhìn thấy nó đọc rồi này, có cái cao độ nữa nên nó làm em chơi rất là dễ, thấy không? Nè, báo hai tụ thứ hai thì lớn nhất luôn nè. Trước khi chia đã biết rồi nên rất là dễ dàng là chủ cuộc chơi. Máy này nó nâng cấp ở cái phần mềm là nó hỗ trợ cho nên những cái đoạn mã và cái cách chơi khác nhau, ha. Là ví dụ như những cái sòng sới nào khó thì nó áp dụng từng sòng sới của em, ví dụ như chế độ báo một tụ lớn này, báo hai tụ lớn, báo ba tụ lớn, báo bốn tụ lớn. Chế độ bán cái bỏ lá đầy đủ hết nha, ha. Báo tụ lớn, báo tụ nhỏ đầy đủ hết. Nói chung là anh em có nhu cầu gì gì đồng máy đánh bài thì hãy nhanh tay liên hệ và ghé trực tiếp cơ sở gần chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh nha. Tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn kỹ hơn cho. Rồi, cái clip này tôi chỉ quay tương đối sơ sơ thôi cho anh em dễ dàng hình dung thôi nha. Nãy tôi nói bài cào đó như vậy, đây bài liêng này, liêng là như vậy. Liêng thì những chỗ dễ thì nó cho anh em bỏ lá thì mình có thể chơi được. À, riêng thì chơi bỏ lá được mà đúng không? Riêng chơi bỏ lá thì cái này là mình chơi bỏ lá thôi. Đó, đây là máy nó báo bao nhiêu thì mình cỡ cọ, chỉ cần bỏ bấy nhiêu là mình sẽ lớn nhất thôi. Ừ, như là thế này, để xuống này. Các bạn này. Đó, 6 thì mình bỏ đi 6 nút này, 6 lá này, 2, 4, 6 lá đúng không? Nè, dùng cái này. Là mình chia mình chắc chắn mình sẽ lớn nhất này. Chơi riêng nha anh em. À. Cái liên bình thường thôi. Đó. 3 cào, 3 tay. Thấy không? Phải rất là chuẩn nha anh em. Mình để chơi máy thì tùy sòng sới mà anh em áp dụng cái từng cách chơi khác nhau. Ví dụ những chỗ dễ thì nó cho anh em bỏ lá như vậy, còn những chỗ lớn, chỗ khó hơn á, nó không cho anh em bỏ lá thì mình có thể dùng chức năng này mình chơi. À. Dùng chức năng này mình chơi là có nghĩa là mình sẽ dùng chức năng là báo hai tụ lớn. Và cái cách chơi nó tự nhiên hơn, không cần báo cái, chẳng cần bỏ lá, nó sẽ báo cho mình biết thấy đường mình chơi thôi. Này để xuống này. Các bạn này. Anh em nghe không? Tụ thứ 3 lớn nhất và tụ thứ 1 lớn gì? Nè, chia bình thường nha. 3 lớn nhất và 1 lớn gì mình thấy đường mình chơi thôi. Là cái trong ván này á, ván bài này là mình chỉ thua tụ thứ 3. À. Thua tụ thứ 3 còn những cái hai tụ kia là nhỏ nè. Đó, thua tụ này thôi. Đó là mình nhìn thấy đường mình chơi là như vậy. Ví dụ như mình biết mình lớn là cỡ nào mình cũng đua, hay là mình biết mình nhỏ là mình bỏ, tốn tiền đậu vào thôi, không tốn tiền đua chi tốn tiền ha. Đó, nói chung là mình thấy đường mình chơi rồi, khả năng giành phần thắng sẽ cao hơn rất là nhiều rồi nha. Dòng máy này nó hỗ trợ cho em đầy đủ những chức năng và nó hỗ trợ cho em tất cả những bài Việt Nam luôn, liêng cào binh xăm lóc ngầu hàm poker đó đều hỗ trợ cho em chơi hết nha. Đó, anh em có thể dành tiền hay không dành tiền bình thường, à, để bình thường nó vẫn báo bình thường hết à, không vấn đề gì đâu. Nãy giờ thử bài liêng bài cào đúng không? Giờ chơi bên sau lá cho em xem một ván thử này. Này, giao diện nó bằng tiếng Việt hết, cực kỳ là dễ dùng luôn.
rất là dễ dùng nha. Này, giao diện tiếng Việt thế này, đúng không? Mình bắt đầu trò chơi thôi. Trong quá trình mình chơi thì tất nhiên thì mình sẽ về cái màn hình chính nha, phải để như thế này nha. Còn tôi thử quay video cho em á, anh em á, là tôi để ra ngoài và để màn hình cho anh em dễ nhìn thôi nha. Còn mình chơi vào xong thì tất nhiên là khác rồi. Này, chơi bài bên sau lá nha anh em. Này, bên sau lá này em để xuống nè. Này, các bài đây nè. Đó. Trước khi chia mình đã biết rồi, nên là mình rất là dễ để dàn làm chủ cuộc chơi. Ví dụ như những cái sầm sới nào mà cho anh em bỏ lá thì mình có thể dùng chức năng bỏ lá. Bán cái thì dùng chức năng bán cái. Không bán cái, không bỏ lá thì mình có thể dùng chức năng báo lời lỗ. Đó, rất là nhiều cách chơi. Ví dụ như ván này đi. Là tôi chỉnh đây là bốn người đúng không? Nè anh em chỉnh bốn người nè, đúng không? Chỉnh bốn người chơi về bên Ấn Độ là mình sẽ đây là bán tụ thứ hai lớn nhất nè, anh em có thể mình lấy tụ thứ hai về cho mình, còn hoặc là mình có thể mình bỏ đi bỏ lá, bỏ một lá thì nó sẽ về cho mình thôi nè, bỏ một lá chia bình thường. Đó. Nói chung là về cái cách chơi và cách hướng dẫn sử dụng thì khi nào em mua máy và ghé trực tiếp với cơ sở, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em cách sử dụng nha, rất là dễ dàng để vô dùng thôi. Đây con nít chơi được rồi. Đó, đây, mình cứ làm theo đúng sự dẫn của máy thôi. Nè, tụi nó sẽ lớn nhất này. Máy anh em, 98 đúng không? 98 này. Đúng không? Rồi. Tụi này nhiêu đây? Đó, thấy không? Mình có thể dùng chức năng này mình chơi được. Báo 3 thì bỏ 2. Báo 2 thì bỏ 1. À, bé một thì khỏi bỏ vậy thôi. Ok chưa, bé rất là chuẩn. Mình đã chơi máy thì mình cứ làm theo đúng sự dẫn của máy thôi ha. Cái này là tại chế độ chơi thử nên nó bị ao ra nha anh em. Khi nào mình mua máy thì tôi cài vào một lần á thì anh em chơi thoải mái, chừng nào hết pin thì thôi nha, chừng nào hết pin thì thôi, chứ không phải bấm lại như tôi như này đâu, tại vì đây là máy mới, tôi chưa cài game nha, chưa cài game gì ở đây hết á. Cách sử dụng như thế nào thì khi nào anh em mua máy thì tôi sẽ thử kỹ hơn cho anh em nha. Rồi anh em là có nhu cầu muốn sở hữu có con máy đánh bài giá rẻ này thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi số điện thoại trên màn hình 079 791 443, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Với cơ sở tôi phân phối đầy đủ hết các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi, từ bầu cua này, tài xỉu này, sóc đĩa này, máy đánh bài và những cái loại phụ kiện máy đánh bài, tai nghe và pin tai nghe đầy đủ hết nha. Về các loại bài, bài công ty, bài ô vuông, nói chung là đầy đủ hết các loại đồ chơi. Anh em nào có nhu cầu gì á thì có thể liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo. Xin chào.